Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Thanh Khê và Hải Châu. Kiểm tra các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn quận Thanh Khê, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao công tác triển khai thực hiện giãn cách xã hội của quận. Lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra người dân ra đường. Bí thư Thành ủy yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 05, phát huy cao độ vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng, phát động phong trào toàn dân chung tay đồng lòng cùng thành phố phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy cũng trực tiếp đến kiểm tra một số khu vực cách ly y tế trên địa bàn quận Thanh Khê, động viên các lực lượng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự an toàn trong phòng chống dịch. Đến kiểm tra các chốt kiểm dịch trên địa bàn quận Hải Châu, Bí thư Thành ủy đề nghị bên cạnh các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên trục đường chính, các lực lượng cần siết chặt kiểm soát tại các khu dân cư kiệt hẻm. Hiện quận Hải Châu đã thành lập 18 chốt kiểm soát trên địa bàn. Là một số các cái nơi có thể để cho người ta tập trung đi vào một hai cái lối thôi nha. Biết những chỗ không cần thiết. Biết những chỗ không cần thiết lại thì từng cái phường một mình sẽ phải xác định xem nó có bao nhiêu lối thì tập trung hết cho họ đi vào một cái lối họ đi vòng vòng thôi nhá. Dứt khoát không cho họ là tiện cái việc đấy thì mình mới kiểm soát được. Chứ bây giờ nó đường ngang ngõ tắc nhiều như thế này mà mình không làm cứng vào thì mình không có đủ lực lượng để mà kiểm soát đâu. Quan tâm cho anh cái việc rà soát các cái hộ dân về các cái điều kiện, các cái khu mình phong tỏa cứng ấy, là mình phải đảm bảo một cách tuyệt đối các cái nhu cầu thiết yếu cho người dân ở trong các cái khu vực đấy. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trợ cấp xã hội cho đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế, không để người dân thiếu lương thực thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội.